Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 348 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và đặc biệt, các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện Tiếp theo phần trước lại nói lúc bấy giờ trong chấn động kịch liệt trung nhạc chém xuống một đao táng đạo một đao táng đạo này đại khí bằng bạc bá đạo vô song những nơi đao quang đi qua thậm chí ngay cả đại đạo luân hồi cũng bị chấm đứt răng sắc một tiếng một đao vừa chém xuống đại đạo trầm luân vạn đạo mai táng không gian liền nứt ra thời gian lôi tránh trong thời gian thời không nứt ra kia hiện ra vô số hư ảnh phẫn nộ năng mộ nghĩa trang nguy nga túc mục trầm trọng sơ sắc tiêu điều trọng điệp âm mưu quỷ dị một đao này phẳng phất như xuyên qua thời gian và không gian, tựa hồ chiếu rọi toàn bộ lăng mộ của các thần ma, đại đế, thần vương đã tăng thân từ trước tiên nay và trong đao quang này. Đao của trung nhạc ẩn chứa khí thế cường hoành trước giờ chưa từng có, ẩn hiện tinh thần gian khổ lập nghiệp, ẩn chứa súng khí vượt mọi trung gai, mở ra một tình thế thiên địa thoáng đẳng. Những nơi đại đạo chém xuống không gì là địch nổi. Gặp thần chạm thần, gặp ma chạm ma, gặp đạo chạm đạo mai táng hết thảy mọi thần không phục mai táng hết thảy mọi ma không phục mai táng hết thảy mọi đại đạo không thần phục một đau này của hắn mai táng chính là thời đại cũ mai táng chính là mục nát mai táng chính là những tiên thiên thần ma địa vị cao cao tại thượng những nơi táng đạo chấm tới đại đạo luân hồi nứt vỡ thậm chí bắt đầu mục nát mà tan rã đại thần thông táng đạo có ưu thế ngay cả đạo giải cũng không thể sánh bằng mặc dù trên phương diện uy năng có chỗ không bằng đại thần thông đạo giải thế nhưng phương diện thần diệu thì chỉ có hơn chứ không kém. Đại đạo lên hồi, mặc dù không chỗ nào mà không bao phủ, nhưng dù sao cũng chỉ là một loại đại đạo không có người sử dụng, nên không phải là đối thủ của hắn. Hừm, đừng mơ tưởng. Sắc mặt của tứ diện thần đại biến, bất chấp luyện hóa cỗ linh thai trên thạch đài kia, hắn lật tay đập về phía trung nhạc, bàn tay của hắn vừa đập xuống, nhất thời chỉ thấy vạn giới bộc phát, từng cái từng cái bàn tay từ bốn phương tám hướng đánh thẳng về phía trung nhạc hắn ở trên phương diện đại đạo không gian đã đạt tới tận cùng nhất nghiệm vạn giới sinh không chỉ khiến cho hắn có thể giống như đại tư mệnh vậy hoàn toàn không có góc chết đồng dạng cũng là một loại thủ đoạn công kích mặc dù chỉ là một chiêu thế nhưng thông qua vạn giới sẽ có thể biến thành vạn chiêu đồng thời bạo phát tứ diện thần hiện tại ta cũng đã đồng dạng với ngươi được rồi cũng là tứ diện thần chúng ta đều là tứ diện thần không biết ngươi có từng nghĩ qua làm cách nào đánh bại chính mình hay không trung nhạc bật cười ha hả nộ khí sông thẳng trời cao đao quang của hắn léo lên nhất thời chỉ thấy thần đao táng đạo kia chia ra làm vạn thanh toàn bộ một vạn thanh thần đao này nhất tề chấm xuống nghênh đón bàn tay của tứ diện thần đao trưởng va chạm với nhau khi lãng bùng phát ra bốn phương tám hướng thân hình của trung nhạc lung lay bất ổn mặc dù hắn đã luyện thành công gian thất đạo lên hồi đã lĩnh ngộ được nhất niệm vạn giới sinh làm được hoàn mỹ vô khuyết điểm nhưng dù sao tu vi trên phương tiện này vẫn còn thua kém tôn đạo thần tứ diện thần này một bậc tứ diện thần đã một lần nữa tiến vào đạo giới trở thành đạo thần thực lực vô cùng cường hoành không thua kém khởi nguyên đạo thần chút nào hai người vừa mới giao phong một cái đã liền phân định ra thắng thua trung nhạc loạn trạng lùi về phía sau đao quang đột nhiên run rẩy ẩn hình tiêu thất tứ diện thần khẽ giật mình sắc mặt đại biến đại thủ lập tức úp xuống bao phủ lên cỗ linh thai trên thạch đài kia chỉ thấy từng cái từng cái bàn tay từ bốn phương tám hướng cùng nhau úp xuống bao phủ cỗ linh thai bên trên thạch đài kia chặt chặt chẽ chẽ kín không sơ hở chanh 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 vô số thanh âm va chạm đồng thể vang lên vừa rồi ánh đao của trung nhạc khẽ rung lên một cái chính là dùng trụ quang thất đạo luân hồi chém ra đao quang thời điểm đao quang chém ra chính là nháy mắt kế tiếp trong tương lai tứ diệt thần vốn dĩ đã chiếm thượng phong nhưng biết rõ sự ảo diệu một chiêu này của hắn lập tức kéo ra được một đao này của hắn cũng không phải là chém về phía chính mình mà là chém về phía cố linh thai trên thạch đài kia cho nên mới lập tức xuất thủ bảo vệ linh thai tứ diện thần vừa chụp tay che lại linh thai lập tức tỉnh ngộ lại thầm nói một tiếng không tốt toàn bộ đám đao quang này đều chém lên trên bàn tay của hắn hơn nữa toàn bộ đều là chém lên chỗ cổ tay của chính mình đồng thời còn là cùng một chỗ nếu như trung nhạc chưa tìm hiểu ra nhất niệm vạn giới sinh ngược lại cũng không nói gì bất luận trung nhạc công kích như thế nào hắn đều có thể ung dung ngăn cản nhưng hiện tại, không gian thất đạo luân hồi của Trung Nhạc đã viên mãn, tìm hiểu ra ảo diệu, nhất niệm vạn giới sinh, luyện ra được tuyệt học giống hệt như hắn. Như vậy, đối với hắn chính là cực kỳ nguy hiểm. Một vạn bàn tay của hắn đều là cùng một bàn tay, bởi vì xuyên qua vô số thế giới bất đồng, lúc này mới thể hiện ra một vạn bàn tay, bởi vậy mới có thể bảo vệ được đủ các nơi của thạch đài, không lưu lại cho Trung Nhạc bất luận kẻ hở nào có thể công kích được linh thai. Nhưng một vạn đau này của Trung Nhạc mục đích chân chính cũng không phải là chém vào linh thai chém về phía linh thai chỉ là ngụy trang là lừa gạt mục đích chân chính là chém về phía cổ tay của hắn cùng một bàn tay cùng một chỗ đã bị một đạo đao của trung nhạc chém cả vạn lần cho dù hắn là đạo thần cũng không chịu nổi răng sắc một tiếng tứ diệt thần dâng lên một tiếng cổ tay nhất thời bị chấm đứt mặc dù gãy xương thế nhưng gân cốt vẫn còn liên lạc nhưng một khắc tiếp theo đao quang lại như thác nước đổ xuống ngay cả gân cũng bị chặt đứt từng cái từng cái bàn tay của tứ diện thần rơi xuống đất từ vạn cái biến thành một cái chỉ thấy đạo quang sau lưng trung nhạc như thác nước từ phía dưới bên ngược trở lên chính là bảy đạo thân ảnh cao to đang đồng thời nâng đao chém xuống bảy vị đế nhạc quá khứ vị lai một trong những vị thiên hoàng đế cường đại nhất từ trước tới nay đã từ quá khứ và tương lai đi tới đồng thời chém hắn kẻ mà hắn muốn giết không phải là luân hồi thánh vương mà là ta trong lòng của tứ diện thần chấn động nâng bàn tay còn lại lên năm ngón tay không ngừng nhả lên theo thứ tự bắn tới ngón tay út búng lên tiên thiên thần đao của một tôn đế nhạc quá khứ búng bay đao quang của thanh thần đao kia tiếp theo ngón vô danh ngón giữa và ngón trỏ bắn ra ngăn cản đao quang của ba vị đế nhạc quá khứ vị lai tiếp theo bốn ngón tay thu lại nắm lại thành quyền ngón tay cái ấn về phía trước vang lớn một tiếng ngăn cản ba đạo đao quang còn lại ngón tay cái của hắn nhất thời máu chảy đầm đìa cơ hồ bị chém đứt xuống khóe mắt của tứ diện thần nhảy lên một cái chỉ thấy quang luân sau đầu bảy vị thiên đế kia xoay tròn đao quang trong tay rung động cũng không lại bổ tới nữa nhất thời biết rõ thân quá khứ thân tương lai của trung nhạc đã từ không gian thất đạo luân hồi thay đổi thành trụ quang thất đạo luân hồi thanh thần đao này là từ tương lai chém tới thật khó giải quyết đấy tứ diện thần phóng người nhảy về phía sau lại nghe thanh âm len cang cắt vào trong vạn giới của chính mình phá vỡ từng cái từng cái thế giới giết về phía bản thể của hắn lại bị tầng tầng thế giới ngăn cản không khỏi thầm nói một tiếng may mắn lập tức dừng bước lại ngược lại xông thẳng về phía trung nhạc may mắn là trụ quang mà đúng rồi ta cũng nên lui về phía sau vừa rồi sở dĩ hắn dùng tay ngăn cản đao quang của bảy vị đế nhạc quá khứ vị lai chủ yếu là vì bảy vị đế nhạc sử dụng không gian thất đạo luân hồi đao quang chém qua tầng tầng không gian xung quanh thân thể của hắn ngay cả nhất niệm vạn giới sinh cũng không thể ngăn cản được cho nên nhất định phải giơ tay lên chống đỡ nhưng hiện tại bảy vị đế nhạc lại là dùng trụ quang an toán hắn Sẽ không cách nào phá giải được nhất niệm vạn giới sinh của hắn Dựa vào nhất niệm vạn giới sinh liền đủ để ngăn cản Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn nói chính mình không nên lui về phía sau Cho dù hắn không lui về phía sau cũng có thể ngăn cản được đao quang tương lai của bảy vị đế nhạc Đột nhiên quang lân sau đầu bảy vị đế nhạc xoay tròn biến ảo Đạo giái đây là trận hình đạo giải hiển nhiên bảy vị đế nhạc dự định thi triển ra trận hình đạo giải để mà giết hắn lúc này bảy vị đế nhạc đã khôi phục lại thành không gian thất đạo luân hồi dưới tình huống đồng dạng là nhất niệm vạn giới sinh đạo giải tuyệt đối là sát chiêu nhằm vào hắn cho dù hắn có là đạo thần cũng khó có thể ngăn cản bệ hạ người thật sự cho rằng ta chỉ có một chiêu thần thông nhất niệm vạn giới sinh này thôi sao xung quanh thân thể của tứ diện thần đột nhiên tuôn trào ra khí hỗn độn cuồn cuộn hạo hãn vô bờ chỉ thấy trong khi hỗn độn xuất hiện một con quái vật không có đầu, không có mặt, không có tứ chi cùng cái đuôi, chỉ có một cái miệng lớn cũng không có cơ quan bài tiết. Con quái vật này mở ra cái miệng lớn nuốt chửng cả thiên hạ. Nó chỉ có ăn vào mà không thải ra, tất cả mọi thứ đều bị nó biến thành hỗn độn. Nhất niệm vạn giới sinh bất quá chỉ là đại đáo mà ta sử dụng trong cái vũ trụ này mà thôi. Bản lĩnh chân chính của ta là hỗn độn. Bệ hạ có thể khiến cho ta hiện ra bản thế đã xem như rất cao rồi. Năm xưa ngay cả phục mân đạo tôn Cũng không thể bức ta phải hiện ra bản thể được Hắn mở miệng nuốt xuống Khiến cho thể không băng liệt Nháy mắt đã bị xoắn nát Biến thành khí hỗn độn cuồn cuộn Lớn mạnh thân thể của hắn Người có biết vì sao Đạo giới lại có nhiều khí hỗn độn như vậy hay không Tứ diện thần nghênh đón đạo giải Cái miệng lớn cực kỳ dữ tận Thần thông đạo giải cường đại tới mức nào Thế nhưng sau khi rơi vào trong miệng của hắn liền biến mất không thấy đâu nữa nửa điểm uy năng cũng không thể hiện. Năm xưa đại tư mệnh mở ra đạo giới không thành công, đạo giới vừa mới thành hình đã sụp đổ tan rã. Ta vô tình lọt vào trong đạo giới, trong lúc bất chợt đã có ý thức được, nghĩ muốn đồng hóa đạo giới thành hỗn độn. Bất quá, ta ngoài ý muốn tiến vào lại khiến cho đạo giới không hoàn toàn sụp đổ, là ta đã định trụ không gian tàn phá của đạo giới này. Nhưng đạo giới cũng bởi vì ta mà bị khiếu hỗn độn xâm thực, biến thành bộ dáng như hiện tại, Lực lượng của ta Cái miệng lớn của hắn nuốt về phía trung nhạc Và thạch đài ý đồ muốn nuốt chửng luôn cả trung nhạc Lẫn cỗ linh thai trên thạch đài kia Cường đại tới trình tráng Người không cách nào tưởng tượng nổi đâu Trung nhạc ngẩng đầu nhìn lên Chỉ thấy đám khí hỗn độn vô biên vô tận Trên đỉnh đầu không ngừng ba động Đó không phải là khí hỗn độn Mà là cái miệng lớn của tứ diện thần Hắn vốn cho rằng hậu thổ nương nương Là tôn đạo thần đầu tiên Chẳng những là hắn cho rằng như vậy mà tuyệt đại bộ phận các thần ma đều cho rằng là như vậy. Thậm chí còn có lời đồn nói rằng hậu thổ nương nương là người mở ra đạo giới nữa. Hiện tại xem ra đạo giới vẫn như cũ là di chỉ do đại tư mệnh mở ra. Vốn dĩ sắp sửa hoàn toàn sụp đổ, biến thành hư vô. Thế nhưng tứ diện thần vô tình trong lúc ngoài ý muốn, từ trong hỗn độn bị kéo vào trong đạo giới đang lúc sụp đổ. Hắn đã dùng thân thể của chính mình định trụ không gian tàn ác, tàn phá của đạo giới hắn đại khái chính là dùng thần thông nhất nghiệm vạn giới sinh nâng đỡ không gian của đạo giới hắn bị kéo vào trong đạo giới đang sụp đổ nếu hoàn toàn không làm gì bản thân chính mình cũng sẽ bị đè chết cho nên một ý niệm liền bộc phát vạn giới quả thật chính là thần minh từ trên trời giáng xuống một ý niệm liền tạo ra đạo giới nhất niệm vạn giới sinh loại thần thông trước đây đã từng vô địch thế gian này chính vì vậy mà được tạo thành bởi vì hắn xuất hiện đã khiến cho xu thế sụp đổ của đạo giới chậm lại nhưng khi hỗn độn cũng vì vậy mà xâm nhập khiến cho đạo giới cũng biến thành loang lổ dì xét xấu xí đến không chịu nổi không còn là thế giới xinh đẹp trong tưởng tượng của chúng thần kia nữa khi hỗn độn xâm thực vào đạo giới mà xu thế sụp đổ của đạo giới hẳn là kết thúc tại một khắc khẩu thổ nương nương trở thành đạo thần tiến vào đạo giới kia đạo giới đã có được lực lượng chống lại sự đồng hóa của khí hỗn độn lúc này mới dừng lại xu thế tiếp tục biến thành hỗn độn mà tứ diện thần đang dốc toàn lực nâng đỡ không gian của đạo giới cũng nhờ có hậu thổ nương nương tiến vào mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những năm qua hắn vẫn luôn dốc toàn lực nâng đỡ đạo giới, không để cho đạo giới đổ sụp, mà chính mình cũng vì vậy bị vây khốn, chỉ có thể cố gắng chống đỡ đạo giới, không dám thả lỏng. Sau khi hậu thổ nương nương tiến vào, đạo giới không tiếp tục đổ sụp nữa, tử trúc thay thế hắn nâng không gian đạo giới lên, khiến cho đạo giới từ từ vững chắc trở lại. Tứ diện thần rút cuộc cũng có thể thoát thân. Mà lúc đấy chính là thời kỳ cuối của thời đại Phục Mân Đạo Tôn quần hùng thiên hạ nhao nhao nổi lên đang chờ đợi phục mân đạo tôn qua đời sau đấy đại triển kế hoạch mưu lược vĩ đại tranh đoạt thiên hạ thiên hạ đại loạn là do khởi nguyên đạo thần một tay dựng lên nhưng đục nước béo cò lại không thể thiếu tứ diện thần nhúng tay đảo loạn khắp nơi không ngừng quấy rối hắn chưa từng hiện ra chân thân không ai biết hắn tới cùng mạnh mẽ tới mức nào hiện tại đã hiện ra chân thân thật sự là vô cùng khủng bố không có gì là không hóa không có đại đạo nào là không hóa tứ diện thần quả thật là cường hoành sắc mặt của trung nhạc cực kỳ nghiêm nghị đột nhiên thu lại thân quá khứ tương lai của chính mình đáp xuống bên cạnh thạch đài đại đạo luân hồi trên thạch đài vẫn như cũ không ngừng dung chuyển hội tụ vào trong cỗ linh thai kia trong cỗ linh thai kia đột nhiên bùng phát một cỗ năng lượng vô biên bắn thẳng về phía đám khí hỗn độn từng đạo từng đạo quang luân xoay tròn cắt đứt cắt ra khí ấn độn địa phương khí hỗn độn bị cắt ra khí hỗn độn nhất thời biến thành đại đạo thần ma biến thành quang và ám biến thành thiếu âm thiếu dương thái âm thái dương rồi biến thành tứ tượng ngũ hành biến thành bất hoang bất quái trong lòng trung nhạc khẽ động lúc đầu ta là tới giết chết linh thái tứ diện thần thủ hộ linh thái hiện tại lại biến thành tứ diện thần thôn phệ linh thái linh thái tự bảo vệ chính mình có chút thú vị thú vị đấy bất quá tứ diện thần biến thành bản thể của hỗn độn cũng không phải là vô địch đại đạo luân hồi vẫn có thể khắc chế hắn ta được bản lĩnh chân chính của tứ diện thần chính là hỗn độn có thể đồng hóa hết thảy mọi thứ thôn phệ hết thảy mọi thứ tạm thời gọi là đại đạo hỗn độn loại đại đạo hỗn độn này thậm chí ngay cả vũ thanh trụ quang của trung nhạc cũng có thể thôn phệ trong hỗn độn không gian không tồn tại dòng thời gian không chảy ngay cả đạo giải cũng không oanh phá ra được cũng không phá không được quả thật chính là khắc tinh của hắn thế nhưng đại đạo luân hồi của linh thai lại có thể cắt ra khí hỗn độn thể hiện ra dị tượng vũ trụ sinh ra từ trong hỗn độn sinh sinh tương khắc 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 tương sinh vô cùng cổ quái khiến cho trung nhạc đã có một tầng lĩnh ngộ khác con quái vật hỗn độn tứ diện thần kia cũng phát ra thanh âm kêu rên trầm muộn như sấm hiển nhiên linh thai tự động hộ chủ cũng khiến cho hắn ăn thu thiệt thật lớn cỗ linh thai này gặp nguy hiểm mới tự động phản kích trong cũ linh thai hắn là vẫn chưa có ý thức gì trung nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây đột nhiên hỗn độn xung quanh chợt biến mất không thấy đâu nữa tứ diệt thần khôi phục lại hình dáng như bình thường một tay ôm lấy miệng chính mình trong khóe miệng đang không ngừng chảy máu nhanh chóng tú lùi về phía sau đột nhiên ầm một tiếng đánh vỡ không gian tiến vào trong đạo giới biến mất không thấy đâu nữa mà quang mang do linh thải phát ra kia cũng đột nhiên dừng lại thu liễm xuống quang mang ảm đạm hiển như một lần bạo phát vừa rồi kia cũng khiến cho nó tiêu hao không nhỏ hiện tại nếu ta chém hắn có phải lực phản kích của đại đạo lân hồi sẽ không còn cường hoành như vừa rồi nữa hay không đấy trung nhạc đã mắt quan sát bốn phía trận chiến giữa đại tư mệnh và khởi nguyên đạo giới cũng hung mãnh tới cực điểm cho dù là đang giao phong với tồn tại như khởi nguyên đạo thần bậc này đại tư mệnh vẫn như cũ có dư lực chú ý tới hình tình huống ở bên này chú ý tới nhất cử nhất động của trung nhạc trận chiến của những thần vương còn lại cũng vô cùng mãnh liệt không ngừng thống hạ sát thủ thực lực của hắc bạch nhị đế cực mạnh nhưng hoa tư nương nương liên thủ với thần hậu nương nương cộng thêm linh căn tử trúc cũng đủ để ngăn cản đám thần vương còn lại như vũ thanh thần vương Triệu Quang Thần Vương, Khởi Nguyên Thần Vương đối chiến với thần ma tà Tam Đế cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ có Phong Hiếu Trung liên thủ với Cản Đô Thần Vương là đánh tới mức khiến cho thiên không ngừng chạy loạn, không dám chính diện mà chống lại. Hiện tại tứ diện thần đã bỏ chạy, có thể uy hiếp tới Trung Ngạc sợ rằng duy nhất chỉ có cỗ Linh Thai trước mặt này mà thôi. Thật hổ thẹn, vẫn còn chưa ra đời đã khiến chúng ta phải kiên kỵ như vậy, không dám trực tiếp thống hạ sắp thủ. Cỗ Linh Thai luân hồi thánh vương này quả thật là bất phàm. Trung Nhạc định thần trở lại, hít mạnh một hơi thật dài. Tiên Thiên Thần Đao trong tay biến mất, không thấy đâu nữa. Hắn lặng lặng đứng thẳng trước linh thai, yên lặng cảm ứng ý thức trong linh thai, nghĩ muốn thăm dò xem xét trong linh thai có phải quả thật đã sinh ra ý thức hay không, có thân thiện với chính mình hay không. Bất diệt thần thức của hắn thăm dò vào trong linh thai, bên trong cỗ linh thai kia tựa hồ một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ ý thức gì. Trung Nhạc không ngừng tìm kiếm, đột nhiên cảm giác được một cỗ ý thức không mãnh ầm ầm bùng phát, thôn phệ bất diệt thần thức của hắn sắc mặt của trung nhạc trầm xuống đứng ở đây đấy càng vững chắc ổn định hơn khí thế phát ra càng lúc càng mạnh từng đạo từng đạo quang luân sau đầu xoay tròn vận tốc xoay chuyển càng lúc càng nhanh chậm chính là người đã mở ra khu luân hồi thứ bảy kéo đạo giới vào luân hồi sáng tạo ra đại đạo luân hồi đạo quang quanh người hắn không ngừng chấn động đại đạo bộc phát ra quang mang sáng ngời khiến cho toàn thân của hắn như quang như diễm người là sinh linh do đại đạo luân hồi diễn sinh ra lại phòng bị chậm như vậy trong ý thức của ngươi vẫn cho rằng luân hồi là của ngươi khô luân hồi thứ bảy là của ngươi mặc dù chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi nhưng trung nhạc lại do sám ra được khá nhiều thứ từ trong ý thức của cỗ linh thai này hắn lạnh lùng nói người không biết cảm ơn chấm thì có khác gì với những tiên thiên thần ma khác đâu chấm có thể sáng tạo ra ngươi cũng có thể âm 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 toàn thân của hắn sắc bén như đao, cắt mở thiên địa, cắt ra thể không, chém thẳng về phía cỗ linh thai kia. Trước mặt của hắn, đao quang sắc bén khôn cùng, chém đôi hết thảy mọi thứ. Sau lưng hắn, sống đao trầm trọng như hàng rào thiên địa, thủ hộ an nguy của chúng sinh. Trong cỗ linh thai kia đột nhiên đại phóng quang mang, đại đạo luân hồi bị dẫn động, quét thẳng về phía trung nhạc. Uy năng của đại đạo luân hồi một lần nữa được bạo phát. Sau đầu trung nhạc, quang luân liên cuồng chuyển động, thân hình bảy vị đế nhạc đan xen giao thoa, thần thông đạo giải bùng phát, uy năng đánh thẳng về phía đại đạo luân hồi không được đại tư mệnh quát lớn sinh mệnh cổ thụ trong tay đột nhiên quét tới quét ngang về phía trung nhạc bệ hạ mấy người ăn phận một chút đi sắc mặt của khởi nguyên đạo thần cũng đại biến mặc kệ công kích đại tư mệnh vung tay tới khởi mộ cổ oanh kích thẳng về phía trung nhạc bệ hạ ngươi làm quá tuyệt rồi ngươi muốn giết luân hồi thánh vương hay sao nằm mơ đi sắc mặt tám người hắc đế bạch đế hoa tư và thần hậu nương nương cũng kịch biến chờ mắt nhìn trung nhạc chém về phía cố linh thai kia quên mất công kích đối thủ đại tư mệnh người dám tiểu long lôi trạch nổi trận lôi đình lớn tiếng kêu lên đại tư mệnh vậy mà bởi vì linh thai hung hãn hạ thủ với trung nhạc khiến cho lôi trạch cũng không khỏi giận dữ nếu không phải hiện tại hắn quả thật quá yếu khẳng định đã sớm tới khởi tiên thiên quả thụ giết qua liều mạng ngươi chết ta sống với đại tư mệnh oanh 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 đạo giải do bảy cố thân tương lai thân quá khứ của trung nhạc đánh ra và chạm thẳng với đại đạo luân hồi thần thông đạo giải trong chấn động kịch liệt tan rã loại thần thông vô địch này vậy mà cũng khó có thể ngăn cản uy năng của đại đạo luân hồi sau một khắc trung nhạc dùng thân làm đao đao quang nghênh đón quang mang của đại đạo luân hồi trong lúc bất chợt toàn thân của hắn xuyên qua quang mang của đại đạo luân hồi sinh mệnh của thụ của đại tư mệnh ầm ầm quét vào quang mang do đại đạo luân hồi quét phát ra cành lá sinh mệnh của thụ tung bay vô số cành lá chóc ra nhưng quang mang đại đạo cũng bị một kích của đại tư mệnh đánh nát. Tiếp theo đấy, uy năng mộ cổ ầm ầm bạo phát, oanh kích lên trên cỗ linh thai ở trên thạch đài kia. Thân ảnh của Trung Nhạc xuất hiện phía sau linh thai, cua đao chém xuống. Đao vừa chém xuống, linh thai nhất thể vỡ ra, bị chém thành hai nửa. Đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần nhất thể dạy ra, chỉ thấy hai mảnh linh thai kia lăn xuống khỏi thạch đài, chìm vào trong một cái bột khí, lần lượt biến mất không thấy đâu nữa. Qué mắt của Đại Tư Mệnh và Khởi Nguyên Đạo Thần đều kịch liệt nhảy lên một cái. Một kích kia của Trung Nhạc là mượn tay bọn họ để giết chết linh thai của Lân Hồi Thánh Vương. Với thực lực của Trung Nhạc, cho dù có thể giết chết linh thai, chỉ sợ cũng phải bỏ ra một cái giá cao vô cùng thảm trọng, thậm chí ngay cả có thể sống sót tay công, cũng vẫn còn chưa thể nói trước được. Mà nếu như mượn tay của bọn họ, Trung Nhạc có thể dùng cái giá ít nhất phá vỡ linh thai của Đại Đạo Lân Hồi giết chết linh thai đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần đều cho rằng trung nhạc đang liều mạng cho dù có chết cũng muốn giết chết linh thai dưới sự quan tâm bọn họ tất nhiên chạy tới ứng cứu mà một kích nhìn như cực kỳ bá đạo của trung nhạc thật ra cũng không hao phí bao nhiêu lực lượng mà là dùng không gian thất đạo luân hồi xuyên qua quang mang bảo hộ của linh thai để cho sinh mệnh cổ thụ phá vỡ quang mang của đại đạo luân hồi rồi lại để cho mộ cổ oanh kích lên trên linh thai linh thai đã không còn đại đạo luân hồi thủ hộ lại lâm vào trạng thái chư thiên vô đạo của mộ cổ hắn chỉ cần xoay người giơ tay chém xuống giết chết linh thai nhất thời là thuận buồm suy gió luân hồi lục giới do chấm chế tạo lại muốn sinh ra một tôn thánh vương khống chế luân hồi của chấm sao thiên địa này thật là bất công đại đạo này thật bất công trung nhạc ngồi sắp bằng rồi ngồi đại tọa ngồi lên trên thạch đài phốc một tiếng cắm tiên thiên thần đao lên trên trung tâm thạch đài ngay trước mặt chính mình hắn cười lạnh một tiếng nói đây hẳn chính là quy tắc của đạo giới sao đại đạo của đạo giới không cam lòng để cho người khác sử dụng cho nên mới nghĩ muốn khống chế người khác đối với những kẻ chống lại quy tắc đại đạo sẽ liền bị gạt bỏ chấm đã sáng tạo ra đại đạo luân hồi đại đạo luân hồi lại muốn diệt sát chấm sao đoạt đạo thống của chấm đoạt răng sơn của chấm cái này đại khái chính là bấy dập đạo thần của chấm hay sao ta sẽ để cho đại đạo luân hồi ngươi nhìn một chút xem mặt tà ác của chấm kìa xẹt hai cánh tay của hắn chấn động một cái kiện đế bào sau lưng giống như áo choàng vậy tung bay phần phật phiêu đãng về phía sau kéo dài ức ngàn vạn dặm dưới bóng ảnh to lớn vô số vong linh thần ma đang kêu gào thét thảm khuôn mặt đám linh hồn tàn phá không chịu nổi kia cực kỳ dữ tợn thân thể vặn vẹo ở trong hỏa diễm và hồng thủy ngập trời không ngừng dễ dụa dữ tợn khủng bố đại đa số những linh hồn đều tàn phá vào không vào luân hồi đó là linh hồn của các thần ma bởi vì trung nhạc mà chết trong các trận đế chiến lúc đấy bởi vì luân hồi lục giới chưa lập đại luân hồi linh hồn tử vong sụp đổ gây dựng lại trọng sinh đầu thai cho tới hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xác định đám linh hồn tàn phá này vẫn luôn dây dưa bên cạnh trung nhạc biến thành oán niệm và nguyên rủa vô tận giống như giỏi bám trong xương gắt gao đi theo trung nhạc nguyên rủa gặp trời oán niệm ngập trời bảo tọa thiên đế của trung nhạc nhìn như chói sáng vô cùng nhưng bên dưới bảo tọa lại ma táng thi cốt khôn cùng đám nguyên rủa và oán niệm này vẫn luôn dây dưa trên người trung nhạc từ trước thế nay vô số vong hồn vẫn luôn không ngừng gào thét bên tai của hắn oán khí vô tận ăn mòn linh hồn của hắn không ngừng không nghỉ cái loại oán niệm và nguyên rủa này cho dù là thương hải đại đế và thiên nữ đế cũng đều không thể hóa giải cho dù là vãng sinh nương nương tư mệnh cũng không thể làm gì được thủy trung vẫn không ngừng đi theo bên người trung nhạc nguyên rủa và oán niệm ngập trời khiến cho bên dưới đế bào của vị thiên đế này đốt lên nghiệp hòa hừng hực lan tràn nghiệp thủy ngập trời nghiệp hoàng nghiệp thủy cũng không phải là nhằm vào trong đám vong linh vong hồn kia mà là nhằm vào trung nhạc dằn vặt hắn tàn phá hắn cho tới hiện tại đã kéo dài hơn ba ngàn năm âm 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 trên thạch đài đại đạo luân hồi chật khó hiểu chấn động một cái sau đó đột nhiên bắn nhanh về phía trung nhạc một đại đạo này cũng không phải là biện lời nói của trung nhạc dẫn động mà là đám vong linh vong hồn kia dẫn động tựa hồ muốn đưa đám vong linh vong hồn kia vào trong luân hồi đây chính là quy tắc đại đạo luân hồi. Sở dĩ đại đạo luân hồi sinh ra là vì trung nhạc mở ra khu luân hồi thứ bảy, kéo đạo giới vào luân hồi, hình thành luân hồi lục giới hoàn chỉnh. Mà quy tắc của loại đại đạo này chính là trường khống sinh lão bệnh tử, tái tạo trọng sinh chuyển thế của hết thảy sinh linh trong toàn thể vũ trụ, hình thành nên một hệ thống đại đạo luân hồi hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các chủng tộc trong toàn bộ thế gian, kể cả tiên thiên thần ma, thậm chí là đạo thần. Đám vong linh vong hồn chết trận dưới đế bào của trung nhạc kia cũng nằm trong hàng ngũ luân hồi, cộng thêm oán niệm nguyên rủa mãnh liệt như vậy đã ảnh hưởng tới sự vận hành của đại đạo luân hồi nếu không kéo đám phong linh phong hồn kia tiến vào luân hồi đại đạo luân hồi tất nhiên cũng sẽ vì vậy mà bị hao tổn trung nhạc răng rộng hai cánh tay kiện đế bào đang tung bay phấp phới sau lưng mạnh mẽ thu lại bao phủ lên trên người thu đám phong linh vong hồn kia vào trong cơ thể đại đạo luân hồi gào thét lao tới điên cuồng xuyên qua thân thể của hắn từ trong cơ thể hắn mang đi một đạo rồi lại một đạo linh hồn tàn phá đám linh hồn kia ở trong quang mang đại đạo lộ ra nụ cười bị quang mang của đại đạo luân hồi tẩy rửa đi một thân oán khí và nguyên rủa trở nên càng lúc càng tinh thuần cặp mắt trung nhạc nhắm lại đại đạo luân hồi nhập thể khiến cho hắn bắt được cơ hội tốt khó có thể tưởng tượng quang luân sau đầu nhất thời biến thành trí tuệ luân nên cuồng tìm hiểu thư diễn đại đạo luân hồi đồng thời luyện hóa đại đạo đang tiến vào trong cơ thể của chính mình ngay cả đám nghiệp hỏa nghiệp thủy kia cũng bị đại đạo luân hồi mang ra khỏi thân thể của hắn khiến cho nghiệp lực của bản thân hắn dần dần tiêu tán những năm gần đây hắn vẫn luôn nhẫn nhịn gánh chịu nghiệp hỏa nghiệp thủy luyện hóa toàn thân giống khổ thống khổ vạn phần lại không có cách nào để có thể trị khỏi ngay cả ba vị trí giả như bọn vân quyền thư cũng không cách nào mà ứng phó hiện tại rốt cuộc đã có thể khiến cho hắn giảm bớt đi đau đớn luân hồi đạo giới đại đạo luân hồi không ngừng chen trúc lao tới từ trong cơ thể của trung nhạc mang đi càng nhiều vong linh vong hồn đồng thời từng đạo từng đạo quang trụ không ngừng từ trong hư ảnh lục giới rơi xuống chiếu rọi trên toàn thân của hắn mang đi càng lúc càng nhiều an hồn mà trung nhạc cũng đang gia tăng luyện hóa đại đạo luân hồi bắt lấy cơ hội hiếm có này trong lòng của đại tư mệnh và khởi nguyên thần vương nhất thể nghiêm nghị trung nhạc đánh chết linh thai của luân hồi thánh vương vậy mà tự biến chính mình thành linh thai tu hú chiếm chỗ chiếm chỗ chiếm sáo hắn đây là muốn để cho chính mình trở thành luân hồi thánh vương hay sao trong lòng của đại tư mệnh và khởi nguyên thần vương nhất thể nghiêm nghị trung nhạc đánh chết linh thai của luân hồi thánh vương vậy mà tự biến mình thành linh thai tu hú chiếm tổ trích trẻ hắn đây là muốn để cho chính mình trở thành luân hồi thánh vương hay sao đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần liếc nhìn nhau một cái cuối cùng cũng có thể khẳng định mục đích chuyến đi này của trung nhạc mục đích của trung nhạc từ lúc mới bắt đầu đã không phải là thăm dò luân hồi đạo giới hoặc là để cho luân hồi thánh vương trở thành trợ thủ của chính mình mục đích của hắn chính là tu hú chiếm tổ trích trẻ giết chết linh thai của luân hồi thánh vương tự mình ngồi lên trên ổ của linh thai hấp thụ đại đạo luân hồi vô pháp vô thiên quả thật chính là vô pháp vô thiên luân hồi thánh vương là tồn tại cường đại tới mức nào đây hắn còn chưa xuất thế đã dẫn động đại đạo thiên địa khiến cho đại đạo lục giới hình thành hư ảnh không ngừng biến thành đạo quang trở thành chất dinh dưỡng của hắn tầm bổ cho hắn trưởng thành hắn thậm chí còn bức cho sinh linh hỗn độn do tứ diện thần biến thành không thể không bại lui bỏ chạy vào trong đạo giới tồn tại bậc này cứ như vậy mà bị trung nhạc một đao chém đôi sau đấy trung nhạc còn chiếm đi sào huyệt của hắn tự mình hưởng thụ đại đạo luân hồi luyện hóa đại đạo luân hồi nữa không thể để cho hắn đạt được cơ duyên của lân hồi thánh vương được nếu để cho hắn nhận được toàn bộ cơ duyên của luân hồi thánh vương vậy thiên hoàng đế một đời này sẽ không ai có thể chế phục được nữa rồi khóe mắt của đại tư mệnh khẽ nhở lên nếu như trung nhạc thôn phệ luyện hóa được đại đạo luân hồi mặc kệ hắn có thể mượn cơ hội này trở thành đạo thần hay không cũng đều có thể trở thành không có địch thủ cho dù là đại tư mệnh cho dù là khởi nguyên đạo thần cho dù là tứ diện thần cũng đều không phải là đối thủ của hắn chiến lực bậc này tuyệt đối sẽ là đệ nhất nhân từ trước tới nay thậm chí có thể nói trong năm tháng lâu dài vô tận sau này nếu đạo pháp thần thông không có đại đạo bạo tạc lại có sự tiến bộ nhảy vọt thì sẽ không một kẻ nào có thể siêu việt được hơn hắn bất quá nếu thời điểm này hắn ngăn cản trung nhạc vậy quan hệ liên minh vốn dĩ đã rất mỏng manh giữa hai người sẽ liền vỡ tan hắn dung túng đám thần vương dưới trướng đi tuân phệ tân đế tu thành đế cảnh chuyện này tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm được trung nhạc mà chuyện tình thôn phệ chư đế cũng có phần của đại tư mệnh đại tư mệnh dùng thủ đoạn cướp đoạt sinh mệnh của tân đế rút ra tu vi đại đạo kẻ này chính là nhanh chóng nhất hắn sẽ không phát sinh chiến đấu kinh động tới những người khác những năm qua sở dĩ bọn họ làm được bí ẩn như vậy khiến cho trung nhạc không thể phát hiện chính là do đại tư mệnh đã rất thủ mà hành trình luân hồi đạo giới lần này trung nhạc khẳng định đã phát hiện ra một chút dấu vết tơ nhện nếu như lần này hắn lại ngăn cản trung nhạc luyện hóa đại đạo luân hồi vậy liền thật sự sẽ xé rách liên minh quan hệ giữa hai người sẽ trở thành không chết không thôi thế nhưng hắn lại không thể không ngăn cản trung nhạc có thể nói là rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khởi nguyên đạo thần chỉ sợ cũng ôm ý niệm đồng dạng với hắn bất quá bởi vì có đại tư mệnh ở đây hắn cũng không dám bỏ qua đại tư mệnh mà công kích trung nhạc đuổi trung nhạc cũng đài nếu như lúc này ta rời khỏi khởi nguyên đạo thần sẽ lập tức thống hạ sát thủ với trung sân thí đại tư mệnh vừa mới suy nghĩ tới đây đột nhiên thanh âm của trung nhạc chợt vang lên nói kính nhờ đại tư mệnh giúp ta ngăn cản khởi nguyên đạo thần một lát thật không dám giấu giếm ta thân mang ẩn tật, những năm qua bị đám vong linh vong hồn này nguyên rủa gian vắt ta cần phải mượn dùng đại đạo luân hồi để luyện hóa ẩn tật này đại tư mệnh thoáng ngẩn người nhất thời tình ngộ lại trung nhạc cũng không phải là tiên thiên thần ma do đại đạo luân hồi sinh ra đại đạo luân hồi tự nhiên sẽ không quan tâm tới hắn dùng đại đạo luân hồi nuôi dưỡng hắn trung nhạc có thể dẫn động đại đạo luân hồi và thánh địa luân hồi hoàn toàn là dựa vào đám vong linh phong hồn kia đợi sau khi đại đạo luân hồi kéo đám vong linh phong hồn kia vào trong luân hồi vậy trung nhạc sẽ không thể luyện hóa đại đạo luân hồi được nữa loại trạng diện kinh thiên động địa vừa rồi cũng tự nhiên là tiêu tán hắn quan tâm thất loạn còn từng rằng trung nhạc có thể trưởng khống đại đạo luân hồi bồi dưỡng chính mình thành luân hồi thánh vương đột nhiên khởi nguyên đạo thần chật cười lạnh một tiếng nói đại tư mệnh người giúp hắn ngăn cản ta chính là nuôi hổ thành hóa đế nhà có tâm địa gì chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng hay sao hắn trước giờ vẫn luôn quen qua sông đoạn cầu quen bỏ đá xuống giếng người trợ giúp cho hắn chính là tự đạo hố chôn mình kìa người lên thủ với hắn đối kháng với ta cũng không thể để cho hắn quá mạnh mạnh tới mức vượt qua ngươi được lúc đó chính là tử kỳ của ngươi hiện tại Người cắt đứt hắn tìm hiểu đại đạo lân hồi Vẫn còn kịp Bằng không tương lai người ắt sẽ ngộ hại Đại tư mạnh lắc đầu Tế khởi sinh mệnh của thụ giết tế nói Ta về bệ hạ Đã ký kết khứ khốn đốn Bệ hạ tuyệt đối sẽ không hại ta Thật ra là các hạ trước đây đã từng hại ta Sao có thể khiến cho ta tin ngươi được Khởi nguyên đạo thần tế khởi hỗn độn lên chống lại Uy năng của hai gốc linh can bùng phát khiến cho từng cái từng cái vũ trụ bọt khí bị yên diệt hắn cười lạnh một tiếng nói đại tư mảnh người cố chấp bảo thủ như vậy xem ra vẫn là chưa ăn đủ thiệt thòi rồi đột nhiên chỉ nghe ở một tiếng dư ba thần thông của hai người bùng phát bốn phía lực lượng dư ba chủ yếu va chạm lên trên người của trung nhạc thật âm hiếm cặp mắt của khởi nguyên đạo thần sáng lên trong lòng thầm khen một tiếng cỗ lực lượng này cũng không phải sợ do hắn dẫn dắt đánh lên người trung nhạc mà là hành vi của đại tư mệnh hiển nhiên bản thân đại tư mệnh cũng vạn phần kinh kỵ trung nhạc hành động này không phải là muốn gây nguy hiểm cho trung nhạc vẫn để cho trung nhạc có thể khu trừ ẩn tật nhưng tuyệt đối không để cho hắn tiếp tục luyện hóa đại đạo luân hồi trung nhạc dê lên một tiếng dư ba ra phong giữa đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần không ngừng đánh tới liên tục đánh kích lên trên người của hắn khiến cho tốc độ của hắn luyện hóa đại đạo luân hồi giảm xuống thật lớn đột nhiên phong hữu trung chợt bỏ qua thiên lắc mình đi tới trên thạch đài bảo hộ chức người trung nhạc, xuất thủ giúp hắn, ngăn cản dư ba giao phong của hai người. Trung nhạc nhất thời yên lòng, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa đại đạo luân hồi, mà bên kia, Thiên Không còn bỏ chạy nữa mà lập tức quay đầu đuổi theo Cản Đô Thần Vương. Cản Đô Thần Vương không ngừng hô to gọi nhỏ, hốt hoảng chạy trốn, bất quá vừa rồi, Thiên Bị Phong Vũ Trung liên thủ với Cản Đô đánh cho trọng thương, truy đuổi bỏ chạy ở khắp nơi, lúc này Thiên nghĩ muốn giết hắn cũng không là dễ trung nhạc thì toàn lực gia tăng luyện hóa đại đạo luân hồi hành động này đồng dạng cũng có thể trị tận gốc ẩn tật của hắn hắn vẫn luôn bị ức vạn oan hồn oan linh thần ma không ngừng quấn lấy nguyền rủa và án luyện quấn người nghiệp hỏa nghiệp thủy do nghiệp lực biến thành thủy hỏa tập kích ngày đêm thống khổ cũng có thể mượn cơ hội này đồng thời mà diệt trừ nghiệp hỏa nghiệp thủy tập kích vô cùng đau đớn sớm tại thời điểm hắn săn bằng vũ trụ cổ lão và đại quân thần ma tiền triều đã bắt đầu quấn lấy trên người của hắn lúc đó ba ngàn đế thi đã giết chết không biết bao nhiêu thần ma trung nhạc thì giết chết Mục tiên thiên săn bằng cựu triều vong linh vong hồn vô số toàn bộ đều quy tội cho hắn lúc đấy cũng đã hình thành nên nghiệp hòa nghiệp thủy cộng thêm năm xưa trung nhạc giúp Mục tiên thiên bình định thiên hạ chinh chiến tử vi sát phạt vô số đã giết chết vô số thần ma và đại tướng của đế minh thần triều tụ tập bức vạn oan hồn oan linh đám oan hồn oan linh này trên không thể tiến vào hư không giới dưới không thể đầu thai chuyển thế chỉ đành dung nhập vào trong bức cảnh nguyên thần của hắn ngày đêm dây dưa nguyền rủa người trong thiên hạ đều chỉ nhìn thấy trung nhạc quang vinh trên đế vị quang mang trên đế chói mắt chứa dọi khắp thiên địa hoàn vũ cao cao tại thượng vô số đại đế đế quân đi theo thế nhưng kẻ nào cũng đều không nhìn thấy mặt u ám mặt tà ác của vị thiên hoàng đế bệ hạ này trên người của hắn cất giấu bao nhiêu oan hồn oan linh khiến cho hắn nhẫn nhịn sự thống khổ cho tới tận bây giờ nhưng hiện tại đại đạo luân hồi đã sinh ra khu luân hồi thứ bảy thành lập được hệ thống quy táng trọng tố và vãng sinh rút cuộc đã cấp cho hắn cơ hội chữa trị ẩn tật nếu như đại đạo luân hồi bị luân hồi thánh vương trưởng khống chắc chắn sẽ không thể giúp cho hắn chữa trị ẩn tật được trái ngược lại còn có thể xem đây là áp chế bức hắn nhận ra khu luân hồi thứ bảy thậm chí nó không chừng sẽ thừa dịp này động chân tay khiến cho ẩn tật của trung nhạc lại càng sâu hơn nữa cho nên bất luận như thế nào trung nhạc cũng muốn diệt trừ tôn luân hồi thánh vương không cho hắn bất cứ cơ hội nào mặc dù hắn toàn lực áp chế đại đạo luân hồi gia tăng tốc độ luyện hóa nhưng đại đạo luân hồi trùng kích vẫn là mang đi càng lúc càng nhiều linh hồn trong cơ thể của hắn nếu đám phong linh phong hồn kia hoàn toàn bị đại đạo luân hồi mang đi vậy đại đạo luân hồi sẽ không lại trùng kích nhục thân của hắn bởi vậy hắn nhất định phải nắm chặt thời gian ông một tiếng quanh người của hắn xuất hiện tiên thiên mất quái vô số quẻ tượng tung bay thôi diễn ảo diệu của đại đạo luân hồi mà trong cơ thể của hắn thì dùng dịch đạo luyện hóa đại đạo luân hồi trải qua trong cơ thể hai bút cùng vẽ. Đám vong linh vong hồn kia đều là ẩn nấp trong một cái bí cảnh trong nhục thân của hắn. Hắn đã tu thành tiên thiên thần ma, hết thảy bí cảnh trong cơ thể đều ở trạng thái mở ra, giống như ngàn vạn, ngàn vạn cái thế giới vậy, to lớn khoáng đạt. Đại đạo luân hồi giống như nước thủy triều phóng vọt tới, bao phủ ngàn vạn bí cảnh. Đạo quang nồng đậm khôn cùng bạo phát, lôi cuốn theo đám vong linh vong hồn kia ra ngoài. Huyền bí của đại đạo chính là ẩn dấu trong khoảnh khắc đạo quang bạo phát mang đi đám linh hồn này căn bản rất khó mà nắm chắc có phong hữu trung ngộ pháp trung nhạc toàn lực ngưng thần chăm chú không cần phòng bị ngoại giới tập kích toàn tâm toàn ý vùi đầu và tìm hiểu và luyện hóa đại đạo luân hồi bất quá theo càng lúc càng nhiều linh hồn bị mang đi đại đạo luân hồi trùng kích cũng dần dần chậm lại đạo quang cũng dần dần ảm đạm xuống theo thời gian chuyển rời nháy mắt đã là mười mấy ngày trôi qua đại đạo luân hồi trùng kích đã dần dần đi tới giai đoạn cuối cùng. Rốt cuộc, một đạo linh hồn cuối cùng cũng đã bị đại đạo luân hồi mang đi, mà đại đạo luân hồi cũng là một tiếng nổ vang, giống như một cỗ vòi rồng xoạt một tiếng rời khỏi thân thể của Trung Nhạc. Trung Nhạc mở mắt ra, trong lòng có chút tiếc hận, hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được đại đạo luân hồi, nhưng thu hoạch lần này cũng đã vượt quá dự liệu của hắn. Đại đạo luân hồi thân là loại đại đạo đại nhất thống đầu tiên đương kim thế gian thật sự rất cao cấp lần này tìm hiểu và luyện hóa khiến cho hắn ý thức được rằng đẳng cấp của đại đạo luân hồi ít nhất là cùng đẳng cấp với đại đạo sinh mệnh của đại tư mệnh thậm chí chỉ sợ còn hơn còn hơn cả đại đạo sinh mệnh một chút trong hơn 10 ngày tìm hiểu luyện hóa này mặc dù hắn vẫn chưa tìm hiểu được toàn bộ ảo diệu của đại đạo luân hồi nhưng đã có thêm vô cùng vô tận cảm ngộ hơn nữa hắn cũng đã luyện hóa được một bộ phận của đại đạo luân hồi bị hắn dung nhập vào trong dịch đạo tu vi đã có sự tiến bộ nhảy vọt càng quan trọng hơn chính là nghiệp hòa nghiệp thủy rốt cuộc đã tiêu tán nghiệp lực cũng bị đại đạo luân hồi mang đi khiến cho hắn có loại cảm giác như chút được cánh nặng vận rủi bởi vì sát nghiệp quá nhiều mà mang tới cũng theo đó mà tiêu tan trung nhạc ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thạch đài thoáng ngẩn người chỉ thấy đại đạo luân hồi chảy xiết hình thành nên từng đạo từng đạo vòng tròn luân hồi vòng vòng gắn liền chậm rãi chuyển động trong từng đạo từng đạo vòng tròn luân hồi kia chính là từng cỗ từng cỗ linh hồn tàn phá đang phiêu phù đám vong linh vong hồn kia đã bị tẩy rửa đi tội nghiệp cả đời hết thảy kịch lịch kinh lịch hết thảy tiện ác khi còn sống cũng đều đã không quan hệ gì với bọn họ nữa oán niệm của bọn họ cũng tự động biến mất tiêu tán chỉ còn lại có linh hồn cực kỳ tinh thuần ánh mắt của ức vạn linh hồn thần ma kia một mảnh tường hòa đang nhìn về phía hắn trung nhạt nghe được vô số đạo thanh âm truyền tới đó là thanh âm của đám linh hồn kia đa tạ bệ hạ đã khiến cho chúng ta được giải thoát được luân hồi Trung Nhạc đứng sừng sững trên thạch đài, đột nhiên không người thi lễ với đám linh hồn thần ma kia. Hắn thân là thiên đế, thế nhưng lúc này lại không người cái đầu cúi xuống, hành lễ với đám phong linh phong hồn kia, biểu đạt kính ý và ái náy của chính mình. Trong từng đạo từng đạo vòng tròn luân hồi, đám linh hồn kia cũng không người hoàn lễ. Thời điểm Trung Nhạc đứng thẳng lên, chỉ thấy đám phòng tròn luân hồi kia đã rời đi, càng lúc càng xa, biến mất trong khu luân hồi thứ bảy u ám đám linh hồn này đã tiến vào trong luân hồi táng khu bị tẩy đi trí nhớ của kiếp trước hồn phách tàn phá và linh hồn của bọn họ sẽ nhất thời nhất hóa biến thành từng hạt từng hạt phân tử cơ bản nhất sau đấy những hạt phân tử cơ bản nhất này sẽ gây dựng lại thành linh hồn sẽ chống chống chảy chảy diễn biến trở thành linh hồn mới bọn họ sẽ tiến vào vãng sinh luân trong thánh địa vãng sinh bọn họ sẽ tái sinh trở thành một sinh mệnh mới mà tất cả mọi thứ của kiếp trước cũng đều đã không còn quan hệ gì với bọn họ nữa Trung Nhạc nhìn theo đám linh hồn đang đi xa kia, từ trong biết cảnh đạo nhất lấy ra một cái tiên thiên bắt quái đồ nho nhỏ, ngơ ngẩn nhìn ký ức của một nàng thiếu nữ đang được bảo hộ trong bắt quái đồ. Đó là ký ức một đời ngắn ngủi của thủy thanh niên đã bị tẩy đi trong luân hồi táng khô. Sau khi hắn trở thành thiên đế, đã thu lấy ký ức của nàng nữ tử này, mong đợi có một ngày sẽ có thể gặp lại được người xưa. Thế nhưng hiện tại, Trung Nhạc nhắm mắt lại, cái tiên thiên bắt quái đồ trong tay bay lên, bay vào trong khu luân hồi thứ bảy u ám. Hiện tại, hắn có kiến giải cực sâu đối với đại đạo luân hồi đã biết rõ ràng kết cục người cũng sẽ không thể trở lại được nữa rồi tiên thiên bắt quái đồ mang theo ký ức của nàng thiếu nữ này phiêu phiêu phủ phủ bay đi không biết sẽ bay tới nơi nào đã tới lúc nên buông tay rồi cái tiên thiên bắt quái đồ kia vô thanh vô tức phiêu đãng trong khu luân hồi thứ bảy bên trong đồ ký ức của nàng thiếu nữ kia vẫn đang làng lặng lặng chảy xuôi từ lúc nàng sinh ra tới lúc nàng trưởng thành tới lúc nàng gặp được gã thiếu niên trong lòng ngưỡng mộ tới một khắc nàng tử vong kia không ngừng tuần hoàn mà chuyển hóa. Ngoài mặt cái bắt quái độ này tỏa ra ánh sáng ưu tính mang theo ký ức của nàng thiếu nữ này phiêu lưu rất lâu, rất rất lâu. Mãi chưa tới một ngày, cái bắt quái đồ này chật dừng lại rơi xuống trên một quả tinh cầu không biết tên. Lại qua rất lâu sau đấy, một nàng thiếu nữ nhặt được nó ngơ ngẩn quan sát ký ức cả đời của nàng nữ hải bên trong đồ không khỏi trở nên ngây dại. Mộng thanh niên, mau tới đây, Đồng bạn nàng ở đằng xa đang kêu gọi nàng, nàng thiếu nữ này vội vàng chạy tới, mỉm cười nói Ta lựa được một cái bắt quái kính, trong kính có một đứa hài, bộ dạng rất giống như ta hm, Tưởng mình đẹp lắm sao? Đám thiếu nữ đồng bạn nhau nhau trêu chọc nói Ngươi nhìn vào tấm gương, trong gương có thể không phải là ngươi hay sao? Đi thôi đi thôi, tộc trưởng muốn trình thụ cho chúng ta phương pháp, đồ đăng quan tưởng kia, Các nàng nhau nhau chạy về phía trong thôn ở giữa thôn có dựng lên thần tượng của một vị phục khi thiên đế thời điểm đám thiếu nữ chạy ngang qua thần tượng đột nhiên dừng bước lại không người hành lễ với thần tượng thiên đế kia sau đó lại nhau nhau chạy đi nàng thiếu nữ tên là mộng thanh niên kia lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên cẩn thận quan sát thần tượng phục khi thiên đế kia thoáng ngẩn người bộ dáng của thiên đế và gã thiếu niên mà nàng nữ hải trong gương kia ái mộ có mấy phần tương tự với nhau nếu thiên đế lại trả lại hơn một chút ô ta ta suy nghĩ tới nào rồi đây sao thiên đế có thể là người yêu của nàng nữa hay ở trong kính kia được nàng vội vội vàng vàng đuổi theo đồng bạn chạy tới chỗ của tộc trưởng nghe rằng cho dù là một vị đế cường đại nhất một tôn thần vĩ ngạn nhất cho dù là thiên đế thần thông quảng đại nhất trưởng khống trong tay ức ngàn vạn thần ma tồn tại vô quyền thế nhất toàn bộ lục giới thì cả đời này cũng có rất nhiều khuyết điểm có rất nhiều chuyện không nỡ và không thể không bỏ cũng có rất nhiều chuyện đã bỏ qua thiên hoàng đế bệ hạ cường đại mà vĩ ngạn phóng nhãn quan sát khắp vũ trụ hồng hoang nhìn thấy đại nhân vật do xét tiểu nhân vật nhưng cho dù hắn có trí tuệ tuệ nhãn ngắm xuyên hết thảy mọi thứ cuối cùng cũng có địa phương mà hắn không nhìn thấy hoặc là đã bỏ sót trung nhạc cũng không nhìn thấy nơi này cũng chưa từng nhìn tới nơi này lại nói trên lân hồi đạo giới trong thạch đài trung nhạc lâm vào suy nghĩ xuất thần một lúc lâu sau mới thu liễm lại tinh thần phong núi trung vẫn như cũ đứng bên cạnh của hắn cách đấy không xa hoa tư nương nương và thần hậu nương nương một trái một phải đỡ lên cản đô thần vương đã bị trọng thương đi tới vừa rồi cản đô thần vương và thiên tranh chấp với nhau cản đô thần vương ở phía trước bão tháp bỏ chạy nỗ lực thoát khỏi thiên thế nhưng về sau rất cuộc vẫn bị thiên đuổi kịp hai vị tồn tại mạnh mẽ rất thủ cản đô thần vương vẫn là không địch lại bị thiên cắn trúng cây hai chân kéo về phía trong bụng của chính mình may mà lúc đấy đại đạo luân hồi đã tẩy rửa đi một thân vong hồn vong linh của trung nhạc khởi nguyên đạo thần biết rõ trung nhạc sắp sửa tỉnh lại lo lắng bị Trung Nhạc và Đại Tư Mệnh liên thủ xử lý, lập tức dẫn người rút lui. Thiên cũng không thể không rút lui. Lúc này, cản đô thần vương mới may mắn, giữ lại được tính mạng. Bất quá, quần áo toàn thân của hắn đã bị thiên gặm tới mức không thể che thể, vô cùng chật vật. Hắn ăn ngươi, ngươi không biết ăn ngược lại hắn hay sao? Tiểu Long Quy tương vương nhảy ra, nghiêm mặt nói, Người cũng cắn hắn một cái, cản đô, người quá vô dụng rồi. Cản đô thần vương dần giữ quát lớn, Người đừng có ở đây mà nói mát đi Nếu người có năng lực như vậy Sao người không lên đi Mỗi lần cần dùng tới người Người cũng đều ra sức khức tử Nhát như chuột vậy Ta tốt xấu gì Cũng dám mạnh mẽ chống lại thiên một trận Người ngược lại thì tốt rồi Dứt khoát biến thành một con rùa nhỏ Cuối cùng vẫn là không xuất lực kìa Tương vương trận tròn cặp mắt độ xanh cả giận nói Ta còn không phải Là vì chúng chiêu của đại đạo lân hồi hay sao Nếu ta còn ở thời kỳ toàn thính Còn có thể sợ hãi thiên hay sao Tường vương lão ra phun ra một đạo thiên hạ thôi Sẽ có thể phun chết hắn ta rồi kìa Càn đô thần vương cười lại một tiếng Hai chân vẫn chưa thể đứng vững Run run rẩy rẩy Trung nhạc mời hắn ngồi xuống Rồi mỉm cười nói Đạo huynh khổ cực rồi Chút vết thương nhỏ này Đợi một lát ta sẽ giúp đạo huynh trị liệu Tường vương người cũng bớt nói vài câu đi Hiện tại người đã biến thành cái trạng thái Vừa mới sinh ra như thế này Thật ra là đánh không lại ai đâu Sắc mặt của tương vương tối sầm Hậm hực nói Lôi trách cũng đánh không lại hắn ta Mà ở bên kia Đại tư mệnh phương tay ra Đám thần vương bọn khởi nguyên Vô thanh trụ quang Nhào nhào đắp xuống trong lòng bàn tay của hắn Sinh mệnh của thụ cũng tự động bay tới Đám thần vương phân chia đứng ở dưới tàng cây Đại tư mệnh nhìn về phía trung nhạc Sắc mặt bình thản nói Bệ hạ Luân hồi thánh vương đã chết Bệ hạ dự định khi nào sẽ lên thủ với ta Đánh vỡ đạo giới đây Xuất thủ từ trong luân hồi đạo giới Hẳn là có thể phá vỡ đạo giới này rồi sắc mặt tán thần vương trong lòng bàn tay hắn đều trầm như nước ánh mắt nhìn về phía trung nhạc tràn ngập căm thù mục đích chuyến đi này của bọn họ là vì luân hồi thánh vương nghi muốn hoặc là lôi kéo hoặc là quán thâu ý thức khiến cho tôn thánh vương này sau khi xuất thế sẽ đứng phía bên phía của bọn họ trong suy nghĩ ban đầu của bọn họ đám người trung nhạc và đám người khởi nguyên đạo thần cũng tới vì mục đích tương tự cũng đều tới muốn lôi kéo tôn thánh vương này nhưng bọn họ lại không ngờ linh thai của luân hồi thánh vương lại bị trung nhạc của tao trực tiếp chém thành hai nửa để cho tất cả mọi người đều thất vọng một phen mà hắn ngược lại hung hăng chiếm được cái tiện nghi thật lớn. Trung Nhạc mỉm cười nói. Đại tư Mệnh bình tĩnh chớ vội, mặc dù linh thai của Luân hồi Thánh Vương đã bị ta chém thành hai mảnh, nhưng chưa chắc sẽ chết đâu. Đại đạo Luân hồi vô cùng ảo diệu, bao quát tất cả đại đạo của lục giới. Đại đạo sinh mệnh của Đại tư Mệnh cũng nằm trong phạm vi bao quát của đại đạo Luân hồi. Linh thai một phân thành hai, rơi vào trong vô số vũ trụ bột khí ở phía dưới thánh địa, còn cần phải tinh tế lục soát nhổ co tận gốc kia khóe mắt đám thần vương bọn nguyên nha phượng Thiên và khởi nguyên không khỏi bé loạn khóe mắt đại tư mệnh cũng khẽ nhả lên một cái trung nhạc quả nhiên là lòng dạ độc ác tới lúc này vẫn còn suy nghĩ nhỏ cỏ tận gốc tìm kiếm ra hai mảnh linh thai kia bệ hả? tới lúc nào mới sẽ tấn công đạo giới đấy đại tư mệnh lại tiếp tục hỏi trung nhạc trầm ngâm một lúc cuối cùng nói luân hồi đạo giới hiện tại chúng ta chỉ vừa mới bước lui được khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần trong này vẫn còn có rất nhiều bí mật chưa giải chúng ta còn cần phải đồng tâm hiệp lực tìm hiểu đại đạo luân hồi ở nơi này rõ rõ ra hư thực của luân hồi đạo giới chẳng khống nơi này sau đó mới có thể tấn công đạo giới đại tư mệnh còn cần chờ thêm một chút thời gian nữa ta lệnh cho chư đế tiến vào nơi này củng cố luân hồi đạo giới khống chế nơi này mới có thể có cơ hội tấn công đạo giới được đại tư mệnh khẽ gật đầu một cái tấn công đạo giới phá vỡ đạo giới quả thật không thể nóng vội đạo thần trong đạo giới cực kỳ cường đại càng cường đại hơn chính là lực lượng của đạo giới phá hủy đạo giới chỉ sợ tất sẽ bị đạo giới phản phệ quả thật là cần phải bàn bạc kỹ lưỡng tránh cho phá hủy đạo giới không thành ngược lại lại thương tổn bản thân bất quá hắn cũng minh bạch tính toán của trung nhạc trung nhạc kiểu nhiên là muốn tiến bước vững chắc trước tiên thôn phệ thôn tính luân hồi đạo giới khiến cho luân hồi đạo giới trở thành thế lực của chính mình chư thần chư đế chú đóng ở trong này trưởng khống luân hồi càng quan trọng hơn chính là tìm kiếm hai mảnh linh thai của luân hồi thánh vương kia triệt để luyện hóa giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn nếu đã như vậy ta sẽ cùng với bệ hạ dùng thạch đài này mà làm giới tuyến phân đài mà chỉ đại tư mệnh giơ tên lên vươn một ngón tay ra từ đầu của thạch đài rạch ra một đường kéo dài tới đầu còn lại thạch đài răng sắc một tiếng dọc theo đường rạch của hắn nứt ra tách thành hai mảnh đại tư mệnh đứng trên phân nửa thạch đài trong đấy sinh mệnh của thụ nguyên nga rơi xuống đất cắm rễ tầng tầng lớp lớp cung điện từ trong trắng cây bay ra đại tư mệnh đứng ở trong trung tâm của cung điện chắp tay thi lễ nói bệ hạ chúng ta phân luân hồi đạo giới ra làm đôi bệ hạ một nửa ta một nửa không biết bệ hạ có gì dị nghị hay không sắc mặt của hoa tư nương nương và tiểu long lôi trạch đều khẽ biến đang định mở miệng nói chuyện nhưng trung nhạc đã lắc đầu mỉm cười nói ta không có gì dị nghị mời đại tư mệnh được Mời bệ hạ. Hai mảnh thạch đài tách ra, khoảng cách càng lúc càng xa, Tiểu Long lôi trạch tiếc hận nói: "Thiền đấy, ngươi không nên cùng hắn phân đài mà trị, đại tư mệnh này bụng dạ khó lường, mục đích tất nhiên là vì hai mảnh linh thai kia rồi, không thể cấp cho hắn cơ hội này được." Hoa Tư Nương lương cũng gật đầu nói: "Đại đạo luân hồi có thể phá đạo giải, phá hỗn đốn quả thật kinh diễm, nếu để cho đại tư mệnh đạt được hai mảnh linh thai kia, tương lai sau khi lợi dụng xong ngươi, Hạ thủ với ngươi là chuyện tất nhiên kìa Trung nhạc tên lên Hư không tạo vật Sáng tạo ra vô số tỏa đế cung trùng trùng điệp điệp Hắn mỉm cười nói Không thể không cấp cho hắn được Hoàng triều của ta không có đủ lực lượng Có thể hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này Đối kháng đám người khởi nguyên đạo thần Và tứ diện thần Nhất định phải mượn lực lượng của đại tư mệnh Có đại tư mệnh ở đây chúng ta mới có thể Khiến cho chư đế chư thần chú đóng ở đây này Thăm dò huyền bí hào diệu của đại đạo lân hồi Hoa Tư Nương Nương và Tiểu Long lôi trạch không nói thêm gì nữa. Hiện tại bọn họ quả thật không thể không liên thủ với Đại Tư Mệnh, nếu không sẽ không thể đối kháng với đạo thần của đạo giới. Từ luân hồi đạo giới dĩ nhiên có thể đánh lên đạo giới, nhưng đạo thần trong đạo giới cũng có thể đánh xuống luân hồi đạo giới. Không có Đại Tư Mệnh tương trợ, Trung Nhạc nghĩ muốn chiếm cứ nơi này cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cũng muốn tìm kiếm hai mảnh linh thai kia, tất nhiên cũng sẽ âm thầm lẻn vào luân hồi đạo giới tìm kiếm nơi hạ lạc của mảnh linh thai bọn họ cũng có thể kiềm chế đại tư mệnh một chút. Trung Nhạc lập tức liên hệ với Vân Quyển Thư để cho hắn truyền lệnh xuống, mời chư đế mang theo thần ma tinh duệ tồn tại cấp bậc tạo vật chủ và đế quân đi tới nghiên cứu hỏa diệu thiên địa của lân hồi đạo giới, dò rõ ra địa hình của đạo giới này. Sau đó là lệnh cho tương vương đi tới lối vào của lân hồi đạo giới, nghênh đón, tránh cho đám chư đế và tạo vật chủ đế quân chúng chiêu của đại đạo lân hồi. Chuyện tình linh thai của lân hồi thánh vương quan hệ trọng đái nhất định là phải tìm được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 348 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại